Nên lựa chọn dòng xe Honda Future hay là dòng xe Jupiter Fin? Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn đã để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình thông qua một số những video trước đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay cận cảnh trực tiếp với hai phiên bản màu xanh tương đậm. Đầu tiên là mẫu xe Future phiên bản 125 FI của năm 2024 với một màu sắc xanh tương đậm rất đẹp các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Và một mẫu xe đối thủ cạnh tranh trực tiếp, mẫu xe Jupiter Fin. Đây là một mẫu xe đến từ thị trường Thái Lan ra mắt trước đây, nhưng lại được sản xuất lắp ráp trong nước rồi các bạn nha. Cũng là một màu sắc xanh đậm. Và để xem mẫu xe nào đáng để quan tâm hơn cả, dù biết rằng Future hiện tại giá bán cao hơn so với dòng xe Fin, nhưng khách hàng vẫn đang quan tâm Future khá nhiều. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là một phiên bản Future 125i cao cấp màu xanh tương đậm rất đẹp. Mình quay trước gửi đến bạn cùng tham khảo về mẫu xe này. Sau đó sẽ quay riêng với dòng xe Jupiter Fin cũng là một phiên bản màu xanh tương đậm luôn để các bạn có thể đưa ra những cái nhìn nhận so sánh một cách chi tiết các bạn nha. Với dòng xe Future phiên bản 125i trong thời điểm hiện tại là một dòng xe với màu sắc mới, phiên bản mới. Fin cũng đã có những phiên bản mới rồi. Tuy nhiên thì mẫu xe Future được Honda Việt Nam trang bị đầy đủ điển hình hơn. Ví dụ ở đây là cái sự trang bị hệ thống đèn LED cho phần đèn pha và đèn cốt của xe. Đèn đờ bi và đèn xi nhan ở phần ốp mặt nạ phía trước các bạn có thể theo dõi cận cảnh với chi tiết. Khá nhiều các video mình đã quay cận cảnh mẫu xe này rồi với đầy đủ các màu sắc phiên bản khác nhau. Các bạn có thể vào kênh top 5 của mình hoặc kênh nghe giá xe lốc nhé để tham khảo một cách chi tiết. Với phiên bản cao cấp này cũng được Honda Việt Nam trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc. Rất nhiều những cái nội dung để đem đến cảm giác lịch lãm sang trọng, cao cấp, lại pha chút thể thao mạnh mẽ cho dòng xe Future phiên bản 125i này. Điểm nhấn quan trọng nữa trên mẫu xe chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe. Khi mẫu xe này đang chỉ ăn xăng ở mức là 1,47 lít trên 100km, được Honda Việt Nam trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI và kim phun là 110 nên khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó mới vượt trội đến như vậy. Khối động cơ 150 phân khối trên dòng xe Future cũng cho ra công suất mô men xoắn nhỉnh hơn so với dòng xe Jupiter Fin. Mặt đồng hồ thiết kế dạng 3D analog chứa đựng đầy đủ các thông tin để người lái có thể dễ dàng quan sát, loại bỏ nút tắt bật đèn của xe và trang bị chìa khóa 4-1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên. Các bạn có thể theo dõi ở đây. Không phải rút chìa khóa để mở yên xe nữa mà đều được tích hợp trên phần chìa khóa của xe luôn. Thêm một góc độ phía đuôi xe để các bạn có thể nhìn ngắm. Khi tích hợp chung đèn xi nhan với phần đèn hậu của xe để tạo ra cái sự gọn gàng cho mẫu xe này. Được làm vuốt nhọn lên cao cũng tăng tính thể thao hơn. Chỉ có hệ thống đèn pha cốt sử dụng bóng LED thôi, còn lại đèn xi nhan, đèn hậu vẫn đang trang bị bóng halogen các bạn nha. Phiên bản 2024 được Honda trang bị giảm xóc trước giảm xóc sau, được sơn màu đen. Có phần hộp xích này các bạn có thể nhìn cận cảnh. Tổng thể thiết kế thì không thay đổi quá nhiều so với phiên bản của năm 2023. Trong thời điểm hiện tại thì giá bán của dòng xe Future này kể cả miền Bắc và miền Nam giá bán gần như tương tự giống nhau. 32 triệu cho phiên bản phanh đĩa vành nan hoa và 36 triệu cho phiên bản phanh đĩa vành đúc các bạn nha. Miền Bắc và miền Nam đều tương tự giống nhau. Mình có hai đại lý, một ở xe máy Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu và một ở thành phố Hồ Chí Minh với cụ thể xe máy nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 85 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể ghé qua để tham khảo xe cho mình một cách chi tiết các bạn nha. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua với dòng xe Jupiter Fin, một mẫu xe đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Future phiên bản 125 FI các bạn nha. Về kiểu dáng thiết kế thì mình thấy hao hao giống nhau, với những cái tạo hình cũng cao cấp sang trọng lịch lãm. Tuy nhiên thì dòng xe Fin này các bạn đang theo dõi trên màn hình ấy, nó chỉ trang bị hệ thống đèn halogen ở phần đèn pha đèn cúc của xe, kể cả đèn hậu, đèn xi nhan cũng tương tự như vậy. Điểm nhấn trên dòng xe Jupiter Fin này là lần đầu tiên trên một dòng xe số phổ thông được hãng cho ra với hệ thống phanh kết hợp UBS, tức là các bạn bóp một phanh sẽ được cả hai phanh các bạn nha. Đây, những cái nội dung này thường xuất hiện trên những mẫu xe Tega cao cấp của hãng Honda, nhưng ấy được xuất hiện trên một dòng xe số phổ thông rồi, tăng thêm cái tính tuyển chọn và độ an toàn hơn rất nhiều cho cái mẫu xe này. Logo Future được ghi nổi 3D. Đây cũng là một phiên bản màu xanh tương đậm nhưng là phiên bản tiêu chuẩn thôi. Còn những phiên bản cao cấp của nó thì nó chỉ chênh nhau một chút thôi về phần giá bán, khoảng tầm 500.000 đồng. Bởi những cái màu sắc đó thì nó chỉ là những cái màu sắc cơ bản với yên xe màu nâu. Hệ thống đèn hậu phía sau đây cũng được tích chung hợp chung với đèn xi nhan. Tuy nhiên được làm mà bè hơn một chút chứ không cao ráo như dòng xe Future. Các bạn có thể tham khảo cho mình như vậy. Mặt đồng hồ thiết kế cũng dạng 3D,
chia làm các khoang riêng biệt chứa đựng đầy đủ các thông tin để người lái có thể dễ dàng quan sát. Có thêm phần hốc để đồ phía trước và chìa khóa là 4 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ, khóa yên. Hiện tại đây cũng là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu số 1 của hãng Yamaha các bạn nha, khi chỉ ăn xăng ở mức là 1,64 lít trên 100 km. Rất cụ thể để các bạn có thể theo dõi cho mình như vậy với dòng xe Jupiter Fin này. Trang bị cũng đầy đủ điển hình tiên tiến, khối động cơ cho ra công suất vào khoảng tầm 9,5 mã lực, mô men xoắn vào khoảng tầm 9,5 Nm. Nó sẽ nhỏ hơn một chút so với dòng xe Future. Tuy nhiên thì với thiết kế này, giá thành của nó cực kỳ phải chăng và rẻ. Hiện tại phiên bản tiêu chuẩn thì có mức giá bán vào khoảng tầm 27.800.000, còn phiên bản cao cấp sẽ có mức giá bán vào khoảng tầm 28.700.000 đồng hoặc 28.500.000, tùy các bạn nha. Các bạn đến đại lý nó tôi làm giới thiệu sẽ được nhận được những cái nội dung về phần giá bán ok hơn, sẽ được giảm giá bán của xe một chút nữa. Mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe đến từ Yamaha Mạnh Đạt 3 với địa chỉ 118 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình với mẫu xe Jupiter Fin, màu sắc cũng rất đẹp, cuốn hút, đáng để quan tâm. Đó là tổng hợp toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay để có thể trả lời cho các bạn câu hỏi ấy, nên lựa chọn dòng xe máy nào. Thì với những bạn nào điều kiện như thế thấp một chút, vẫn thích sự cao cấp sang trọng, kết hợp với đó là thể thao, mạnh mẽ đôi chút và đặc biệt nhất ấy là trang bị hệ thống phanh kết hợp UBS cực kỳ an toàn, có hốc để đồ phía trước, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng rất là vượt trội, thì mình nghĩ rằng cái mẫu xe này đáng để quan tâm hơn, dù biết rằng mẫu xe này sinh sau đẻ muộn hơn so với dòng xe Future các bạn nha. Còn với những bạn nào ấy mà thích kiểu dáng của Future, tên tuổi của Future, tâm lý sử dụng của Future, cũng được trang bị đầy đủ điển hình, cốp xe sẽ rộng hơn để các bạn có thể cắm chiếc full face cả đầu, thì các bạn có thể lựa chọn dòng xe Future hoàn toàn là ok. Giá thành nó sẽ cao hơn đôi chút. Đấy là một số nội dung chia sẻ kết luận như vậy để các bạn có thể tham khảo. Rồi, các giá đời của mình, nếu các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh nha. Giá số các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.